Như những gì anh em vừa thấy ở đầu video vừa rồi thì mình có thể chơi Liên Minh Tốc Chiến ở tần số quét 120Hz, có phải là gấp đôi mượn 60fps như bình thường đúng không? Với những chiếc màn hình tần số quét cao đang dần được hỗ trợ nhiều hơn thì đây là một trang bị rất là xịn sò và tính năng các bạn có thể bật lên được để chơi tốc chiến được mượt hơn. Và đây là cách để thực hiện dành cho điện thoại Android, iOS thì chỉ biết làm. Anh mà dù xài iPhone cũng làm gì có màn hình tần số quét cao chứ. Những thứ các bạn cần chuẩn bị để thực hiện trong video lần này là các bạn đã phải tải Liên Minh điện thoại tốc chiến về trên smartphone của mình, chiếc điện thoại Android của mình. Rất là đơn giản, lên Google Play Store và tải cái tựa game siêu hot này về thôi. Sau đó mình để luôn thêm một đường link bên dưới nữa để tải ứng dụng ES duyệt tập tin. Chúng ta thì có nhiều lựa chọn hơn cho việc thực hiện này, không chỉ là duy nhất cái ES duyệt file mới có thể dùng được. Nhưng mình thấy ứng dụng này thì nó tập trung tất cả những tính năng mình cần để thực hiện cái thủ thuật này. Do vậy nên mình đưa ra cái đề xuất ở đây là ES file. Tuy nhiên ứng dụng này thì cũng gặp một số vấn đề liên quan tới bảo mật khi mà Google đã xóa ứng dụng này khỏi Google Play Store rồi. Chúng ta phải cài thông qua APK. Nên nếu các bạn cảm thấy không an toàn với ứng dụng này thì các bạn có thể nghĩ tới và sử dụng một số ứng dụng khác. Vậy ha, sau khi các bạn tải ứng dụng này về và cho phép ứng dụng truy cập vào bộ nhớ trong của máy thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Chúng ta truy cập vào bộ nhớ trong này, chọn vào phần Android, tìm đến data. Ở đây thì ES file nó sẽ đưa ra cái icon ứng dụng bên trên phần file để các bạn dễ dàng tìm ra ứng dụng các bạn cần tìm. Ở đây là Riot Game League of Legends Wild Rift gì đó. Cái icon của ứng dụng này các bạn nhìn ra ngay ha. Chúng ta tìm đến phần file, tìm đến phần cell data local. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái folder mà nhìn số rất là phức tạp. Các bạn tập trung vào cái folder nào mà số dài hơn á. Các bạn nhấn vào, ở đây chúng ta sẽ có một file setting. Nhấn vào cái file setting này và chọn mở bằng biên bản. Ở đây chúng ta sẽ thấy một đống code rất là phức tạp. Và anh em nếu mà thực hiện qua cái thủ thuật mà bật 120fps trên tựa game TFT Mobile rồi sẽ thấy nó quen thuộc thôi. Ở đây chúng ta để ý tới cái dòng Frequency Mode, thì đó chính là cái tần số quét và cái FPS trong game có thể được mở ra. Hiện tại là đang mở là Chill, tức là các bạn có thể chọn 30 hoặc là 60. Các bạn sẽ thay thế, nhấn vào chỉnh sửa nha. Chỗ chỉnh sửa nó chuyển sang màu xanh, các bạn giữ vào chỗ Chill này. Thì các bạn sẽ có cái tùy chọn cách phía trên, chọn cách và double tap để điền vào đây. Chúng ta sẽ có 4 giá trị: 0 là 30fps, 1 là 60fps, 2 là 90fps và 3 là tối đa 120fps. Dù chiếc Mi 10T Pro của mình hiện tại đang có màn hình 144Hz, nhưng tối đa hiện tại Liên Minh Tốc Chiến chỉ có thể cho mở dù bằng thủ thuật cũng là 120fps thôi nha anh em. Do vậy mình nghĩ là 120fps cũng đủ xịn để chúng ta có thể trải nghiệm được cái tựa game này rồi. Điền đến đúng chỗ lúc nãy và mình sẽ điền số 3, đồng nghĩa là mình đã mở lên 120fps và có thể trải nghiệm như đoạn đầu video. Các bạn cũng đừng quên bấm lưu ha. Sau khi lưu xong thì các bạn sẽ nhấn vào tốc chiến, như vậy là các bạn đã có 120fps để trải nghiệm tựa game siêu hot này rồi. Các bước để thực hiện cái thủ thuật này thì rất là đơn giản, nhưng mà các bạn có một số lưu ý như sau. Đầu tiên là cái file này sẽ không được lưu vĩnh viễn, mà mỗi lần các bạn thoát game ra thì nó sẽ quay trở lại cái giá trị ban đầu là sure. Các bạn phải mỗi lần trước khi vào game tốc chiến muốn bật 120fps thì các bạn sẽ phải làm đúng các bước mình hướng dẫn vừa rồi. Mỗi lần vào game thì sẽ là một lần làm lại chứ nó không có lưu sẵn. Ok ha. Thứ hai là sau khi các bạn bật 120fps lên á, chúng ta sẽ phải đối mặt với việc là máy sẽ chơi nóng hơn. Mình nghĩ là khoảng 30-40% so với việc chỉ chơi ở 60fps. Và máy nó cũng hao pin hơn nữa, thì chúng ta phải yêu cầu máy nó chạy gấp đôi so với bình thường cơ mà. Nhưng mà mình nghĩ chuyện này cũng không quá quan trọng. Với những cái màn hình tần số quét cao thì việc được chơi game và tận hưởng cái tần số quét cao đó là điều quan trọng và tuyệt vời hơn. Và cuối cùng là một cái lo xa của mình thôi, bởi vì đó là hành động có can thiệp vào file game. Dù cái hành động này thì không ảnh hưởng gì tới tính công bằng của tựa game này cả, không có hack map, không có tool tiết gì hết, nhưng mà nó cũng can thiệp vào bên trong cái file cài của game, nên có thể sẽ ảnh hưởng gì đó về sau. Nếu mà nhà phát hành Vinagame hay là Riot Game quá khó khăn thì có thể sẽ ảnh hưởng tới account các bạn. Mình có chút lo lắng về chuyện đó thôi, mình nghĩ là không sao, vì cái này thì không ảnh hưởng gì tính công bằng cả. Nên là mình muốn lưu ý lại cái điểm này một chút, chứ nếu mà sau này có vấn đề gì đó thì mình sẽ không chịu trách nhiệm ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video lần này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì thì nhớ comment cho mình biết, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau trên Techroom. Nhớ subscribe nha.